với bài hát rất là tuyệt vời vừa rồi ạ. À, thưa quý vị và các bạn đã cảm nhận được thấy không khí xuân đang gần đến chưa ạ? Mọi người ơi trả lời đi ạ. Có rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta cũng sắp đến Tết rồi. Vậy thì không biết là quý vị Tết thì quý vị lo nhất là sợ nhất là điều gì? Chị ơi Tết thì chị sợ nhất là điều gì? Không có lì xì cho các con thôi. Sợ nhất là không có lì xì cho các con. Còn ai có cái, mọi người thường bảo là ôi sắp đến Tết rồi sợ quá. Mọi người sợ cái gì ạ? Chị ơi chị sợ đến Tết vì sao ạ? Không sợ đến Tết chứng tỏ là có nhiều tiền lì xì mà không sợ đến Tết đúng không ạ? Chị ơi chị có sợ đến Tết không? Tôi sợ đến Tết thì tôi Tết là được gia đình quây quần hạnh phúc. Vâng ạ, rất là cảm ơn cô, rất là tuyệt vời. Mọi người thì thường cứ nói là sắp đến Tết rồi sợ quá bởi vì là mình chưa lo được cái gì cho Tết cả. Tết thì có rất là nhiều điều phải lo đúng không ạ? Lo thì lì xì này, rồi là lo làm thế nào để cho có một nồi bánh trưng khang trang này. Năm ngoái thì có làm 10 cái, thì năm nay làm thế nào để cho mình làm 20 cái để mình còn biếu ông bà hai bên đúng không ạ? Hay tiền lì xì thì năm ngoái là 50.000 thôi, năm nay làm thế nào chỉ cố gắng 100.000 cho các cháu vui đúng không ạ? Tết thì chúng ta có rất là nhiều điều để lo. Thế nhưng mà như các cô, các chú cũng vừa chia sẻ là Tết vui mà đúng không? Ai cũng mong đến Tết. Tết thì chúng ta được sum vầy, được quây quần và Tết cũng là lý do để chúng ta có cơ hội một cái cớ chính xác để chúng ta được nghỉ ngơi. Bởi vì trong một năm qua thì đã làm việc rất là vất vả rồi. Và chỉ có Tết là dịp để chúng ta được nghỉ ngơi thôi. Mà dù nói như thế nhưng mà các bà các cô có công nhận với cháu là Tết mệt không ạ? Mệt. Quá mệt đúng không ạ? Mặc dù là nói là Tết để dịp nghỉ ngơi nhưng mà Tết thì cũng rất là mệt để cho mọi người có thể làm những cái công việc. Làm thế nào để cho khách đến nhà mình chơi thì nhà lúc nào cửa khang trang, rồi là có những cái món mứt Tết, rồi đồ ăn ngon nhất để mời đến cho mọi người, mời khách. Rồi là làm thế nào để cho nhà cửa mình, năm ngoái thì mình chưa sửa được cái gì, năm nay mình sửa thêm một chút, phòng khách thì sáng sủa hơn đúng không ạ? Nhưng tự chung lại tất cả chúng ta ai cũng mong đến Tết. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tết là Tết song ca của Quỳnh Lưu và Thanh Nhàn. Hôm nay là con. À, cái này. Mày cô nhỏ. 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 Mày cô nhỏ.